Xin chào tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi chương 69 của bộ truyện Tiên Hiệp Thánh Vương. Chương 69, đối chiến đoạn mệnh cảnh. Vân Hải Nam một thân y phục màu lam, rất là đơn sơ, đứng yên trên tháp cao, cô độc lẻ loi, lại vừa khiến cho mọi người cảm giác tôn nghiêm không thể xâm phạm, lại vừa làm cho người ta cảm thấy nhu nhược, đáng thương. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy hình bóng này thì tâm linh đều sẽ sinh ra dao động, không nhịn được muốn sùng bái yêu thương. Chẳng qua trong lòng Dương Kỳ cười lạnh, Vân Hải Lam, ngươi quả nhiên trong Đông Lan cổ thành. Dương Kỳ nhìn xem toàn thân chính mình, một cơn gió tuyết vờn quanh, bạo phong tuyết hóa thành băng tinh thế giới, là một chiêu đông tuyết trong tứ quý kiếm thuật. Ở chỗ sâu, bạo phong tuyết là minh thần chi khái, đã đem Dương Kỳ bao bọc giống như một tên ma quỷ minh vương. Hình dạng như vậy, cho dù là ai cũng không thể nhận ra bản thân hắn là người nào. Chẳng qua, Dương Kỳ vẫn có một chút lo lắng. Mình và Vân Hải Lam tiếp xúc với nhau lâu như vậy, bằng vào tâm cơ của nàng, từ trong lời nói có thể đoán được một chút dấu vết gì đó. Vân Hải Lam với tính cách thâm trầm, cực kỳ ấm hiểm, tâm tư lại cẩn thận, Dương Kỳ thật sâu hiểu rõ nàng ta. Cho dù ngươi hoài nghi ta là Dương Kỳ thì có lợi ích gì? Tìm ra được chứng cứ sao? Huống chi, Dương Kỳ ta chính là muốn cùng với ngươi đấu một trận, đấu trí so dũng khí. Vân Hải Lam hiện tại liền cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Là ngươi lợi hại hay ta lợi hại? Hoài nghi là ta thì càng tốt, có thể đả kích sự tự tin của ngươi. Dương Kỳ trong lòng liên tiếp hiện lên cả chục ý niệm, đột nhiên gào to một tiếng, trực tiếp phóng bay vút lên cao, tàn mắt ra cố ý sát khí bén nhọn. Trên không trung chớp động, bàn tay chật vung lên một chưởng, một cỗ lôi đình chân khí trên không trung nổ vang, hướng tới Vân Hải Lam cách xa mấy vạn trượng. Đây là hạ lôi trong tứ quý kiếm thuật. Trong truyền thuyết, trong tứ quý kiếm thuật hạ lôi là mạnh nhất, tu luyện đến cực hạn có thể diễn biến ra tới tâm lôi chưởng. Một chưởng bổ ra, lôi đình nổ vang, uy lực như thiên thần hạ phàm, lôi công nổi giận, tiêu trừ hết thảy tà ma. Hiện tại Dương Kỳ mặc dù còn xa không đạt tới loại trình độ này, nhưng bản thân chân khí thực sự quá hùng hồn. Trong lúc xuất thủ, chân khí cùng nhau ma sát, giống như bên trong bão tố ùn ùn nổ tung, chấn động tứ phương, kinh lôi oanh động, khiến toàn bộ kiến trúc trong hoàng thành đều run rẩy. Uy lực mạnh mẽ như sấm sét dâng lên không trung, dùng một đời công phu lấy sấm sét tận diệt nhân gian. Dương Kỳ tung ra một kích như vậy đều hướng Vân Hải Lam tấn công, xem nàng chống lại như thế nào. Coi như có thể ngăn cản được, hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn khác luân phiên đánh giết bậc bắt lấy Vân Hải Lam, sau đó cao chạy xa bay, tìm một địa phương yên lặng bộc lộ thân phận của mình, hào hảo làm nhục một phen. Đại trượng phu, điều thú vị trong cuộc đời là khoái ý ân cừu, ở trước mặt kẻ khinh thường mình tỏ ra hãnh diện. Lôi chưởng hiện ra, tứ phía run sợ. Vân Hải Lam đầu tiên cảm nhận được sát khí dày đặc, chợt lấy làm kinh hãi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân kia hiện hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đoàn bạo phong tuyết liền liều chết xông tới, cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức kinh khủng, còn có tiếng sấm sét nổ vang trong lôi chưởng. Mới đầu là khiếp sợ, nhưng sau đó một cái hô hấp liền bình tĩnh trở lại, cũng không có xuất thủ mà là muốn thấy rõ bên trong đoàn phong bạo tuyết kia rốt cục là ai đối với nàng xuất thủ. Nàng chân định như thế, cơ hồ làm người khác cảm giác mặc gió cứ thổi ta vẫn bất động. Bất quá Dương Kỳ không có một chút đối với sự chấn định của Vân Hải Lam mà động lòng. Trong tim của hắn, ý chí kiên định, bài trừ hết tạp niệm, giống như thích khách nhất kích, huyết tiên ngũ bộ, kim điện sát vương,
nhất tiến không lùi, khí tức nhảy lên đạt tới trình độ nồng đậm nhất, mãnh liệt đến bất khả tư nghị. Hắn muốn dùng một kích kia rửa sạch sỉ nhục, tìm về tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không bởi vì vẻ mặt của Vân Hải Lam chấn định mà dao động. Ngay khi Dương Kỳ đánh ra một chưởng này, lúc sắp sửa đánh tới Vân Hải Lam, một cái thanh âm từ trên cuồng cuộn ập xuống. Một vòng mặt trời chói chang ra hiện tại bão tuyết đầy trời này để ngăn trở một trước mặt Vân Hải Lam, trợ giúp nàng ngăn cản một kích tuyệt sát này của hắn. Càn khôn đại nhất kiếm, ông kiếm quang chói lóa như mặt trời cùng chiêu kiếm hạ lôi của Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khí tức loạn xạ lan tới mặt đất, từng từng miếng vách lá trên mặt đất hoàng thành đều nổ tung lên, kim vấn bắn ra bốn phía. Nhiệt độ của càn khôn đại nhất kiếm khiến cho mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Lại là Sở Thiên Ca xuất thủ trợ giúp ngăn cản Dương Kỳ đánh chết Vân Hải Lam. Từ đầu đến cuối, Vân Hải Lam cũng không có ý định xuất thủ, thì ra nàng đã sớm dự liệu được Sở Thiên Ca sẽ ra tay giúp đỡ nàng. Nàng này tâm kế thâm sâu, âm hiểm, hiển nhiên thuộc về túc người, túc trí đao mưu. Trên bầu trời, một đoàn kiếm quang chói chang tựa mặt trời dần dần thu liếm, hiện ra thân thể Sở Thiên Ca đứng trên tháp. Cùng lúc đó, một đoàn mây máu khí công cũng thu trở lại dưới trên nóc hoàng thành Đấu Nan cổ thành. Đó là một nam tử toàn thân khoác áo choàng màu đỏ, tay không đeo găng, trên người không có một tia khí tức hấp huyết mã tặc tàn nhẫn. Nhưng Dương Kỳ biết được người này là một cao thủ đoạt mệnh cảnh, là thủ lĩnh của đám hấp huyết mã tặc Kinh Vô Huyết. Vân Hải Lam, Sở Thiên Ca đứng ở trên tháp cao Kinh Vô Huyết, ở trên nóc nhà hoàng cung. Dương Kỳ trôi lơ lửng trên không trung, bị một đoàn bạo phong tuyết bao vây. Ba người, ba thế lực loáng thoáng đối nghịch. Ngươi là ai, mới vừa ẩn núp ở bên dưới lòng đất trộm mất thánh ma đồ của ta? Kinh Vô Huyết nhìn Dương Kỳ. Tứ Quý Kiếm Thuật, ngươi là nhập môn của Xuân Thu Môn à? Không sai, thánh ma đồ ở trong tay ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Dương Kỳ phát ra thanh âm bén nhọn. Xuân Thu Môn ta trong ít ngày nữa có thể xưng là Xuân Thu Học Viện. Bức họa đồ này cứ xem như là lễ vật của các ngươi tặng cho ta đi. Ngươi muốn chết? Kinh Vô Huyết lạnh lùng nói. Vị bằng hữu kia, ngươi là người Xuân Thu Môn, vậy không nên cùng ma đầu huyết yêu độc ở chung một chỗ. Hải Vân Lam đột nhiên mở miệng nói. Chẳng qua vừa rồi tại sao lại xuất thủ đối với ta? Ta có cái gì đáng để ngươi xuất thủ sao? Ta muốn xuất thủ với người nào liền xuất thủ với người đó, ngươi quản được à? Dương Kỳ thanh âm lãnh khốc. Hắn biết Vân Hải Lam đang thử dò xét mình, chẳng qua cũng không để ở trong lòng. Ngươi có biết rằng nếu thật sự như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Xuân Thu Môn và cùng Thiên Vi Học Viện? Vân Hải Nam tiếp tục nói. Trừ phi ngươi là tên giả mạo. Tứ Quý Kiếm Thuật mặc dù là tuyệt học của Xuân Thu Môn, nhưng cũng có nhiều cao thủ trộm lấy mang ra ngoài học tập tu luyện. Nói đi, ngươi là ai? Tại sao muốn gây sinh mích giữa Thiên Học Viện và Xuân Thu Môn? Nói nhảm vô ích. Dương Kỳ trong lòng dâng lên luồng sát ý. Xuân Tàm Thi Vũ một lần nữa xuân ra, tàm ti ngập trời hướng Vân Hải Nam bay đi. Xuân phong mênh mông cuồn cuộn hòa lẫn cả mùi vị trời đông giá rét sơ sát tiêu điều trong hoàng thành. Người người đều cảm giác mùa xuân đang đến. Đây là cái gì? Xuân phong. Bên ngoài thành Lâu Lan ở nơi xa xa, một đám đệ tử Quân Tướng Môn đảng đều mạnh mẽ ngẩng đầu. Trong đó có một ít cao thủ ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, cảm thụ được không khí tức xuân phong nổi lên.
Khí công thật cường đại a, lại một vị cường giả đoạt mệnh cảnh nữa xuất hiện sao? Nghiệt xúc. Nhìn thấy Xuân Tầm Tí Vũ bay tới, tia tầm đầy trời, chi chít mỗi một tia tầm móng lẻ ne có lực xuyên thủng cương thiết, lại chuyên phá hộ thân chân khí. Ánh mắt Sở Tiên Ca sáng ngời lên, sát cơ hiển hiện, sau lưng trường kiếm đã xuất khỏi vỏ. Kiếm quyết vừa ra, lập tức lấy thân thể làm trung tâm xuất hiện 10 mặt trời tỏa nắng chói chang. Mỗi một mặt trời chói chang đều do kiếm khí tạo thành, kiếm khí mạnh liệt, hoa phá tường không, quý thân khó lường. Cùng Xuân Tầm Tí Vũ va chạm nhau trực tiếp, đem chi chít Xuân Tầm Tí Vũ đốt cháy sạch thành mảnh nhỏ. Chỉ một chiêu liền phá vỡ khí công Dương Kỳ. Thì ra ngươi còn chưa tấn chức đoạt mệnh cảnh, chẳng qua là phục dụng linh dược hoặc là tu hành một môn kỳ quái ma công nào đó mới có được thực lực như thế. Đã như vậy, để ta nói cho ngươi biết, khí tông vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của đoạt mệnh cảnh. Tiếp xúc qua một chiêu, Sở Thiên Ca liền nhìn ra tu vi Dương Kỳ không đạt tới đoạt mệnh cảnh. Bởi vì phàm là người đột phá tới đoạt mệnh cảnh thì chân khí hoàn toàn bất đồng. Trong lúc xuất thủ sẽ nương theo thiên địa linh khí, một chiêu có thể dẫn phát thôn hấp linh khí, triều tịch, siêu phàm, thoát tục. Dương Kỳ mặc dù mạnh mẽ nhưng toàn bộ đều bằng vào lực lượng tự thân, chiêu thức yếu hụt, độ phù hợp hòa cùng thiên địa. Lập tức Sở Thiên Ca từ sâu trong nội tâm liền đối với Dương Kỳ sinh ra một loại khinh miệt. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật lợi hại gì, nguyên lai là phế vật, không phải là đoạt mệnh cảnh mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, chết đi. Sở Thiên Ca chấn động trường kiếm, thập luân liệt nhật đưa ngươi lên đường thôi. Kiếm khí thập luân liệt nhật gào thét trúng lên, hướng Dương Kỳ bay đến. Bên trong từng đạo kim quang là từng đạo liệt hỏa sắc bén mang theo nóng bỏng. Khí công vận dụng đến loại trình độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phá cho ta! Dương Kỳ hồn nhiên không sợ hãi, bàn tay chấn động, minh thần chi mâu hiện ra trong lòng bàn tay, trường mâu rung lên, thiên biến vạn hóa, không kém chút nào thập luân liệt nhật. Ngu ngốc! Đại nhật càn khôn đốt cháy kinh mạch. Sở Thiên Ca cười lạnh liên tục, kiếm quang thập luân liệt nhật đột nhiên nổ tung, toàn bộ thẩm thấu tiến vào minh thần chi mâu, hỗn hợp chân khí muốn xâm lấy vào trong cơ thể của Dương Kỳ. Cơ hội tốt. Dương Kỳ thân thể trên không trung liên tục chuyển ngoặt, há mồm khẽ hấp, kim quang liệt hóa toàn bộ tiến vào trong thân thể. Vốn là minh thần chi khải ở trên thân thể căn bản không thể xâm lấn được, nhưng hiện tại Dương Kỳ chủ động cắn nuốt kiếm quang đại nhật càn khôn kiếm, chính là muốn nhờ một kích kia hoàn toàn chuyển hóa lôi đỉnh cự tượng trong cơ thể. Một kích của cao thủ đoạt mệnh cảnh không phải là chuyện đùa nha. Mượn kiếm quang của đại nhật càn khôn kiếm, hắn có thể nhanh chóng kích thích kinh mạch luyện hóa tại chỗ. Như vậy bằng với một tên cao thủ đoạt mệnh cảnh đang giúp hắn quán đỉnh, kim quang liệt hỏa vừa vào thân thể rất đau đớn, kinh mạch giống như bốc cháy. Chẳng qua thân thể Dương Kỳ đã cường đại như một đầu thái cổ cự tượng, hít một hơi thật sâu trong khoảng khắc, đem kiếm khí kim quang liệt hỏa đó thẩm thấu tiến sâu vào đan điền khí hải, cùng đôi đỉnh cự tượng kết hợp lại, tinh hoa sinh mệnh đôi đỉnh cự tượng rốt cục bắt đầu buông thả, chìm nổi ở bên trong khí hải. Sau đó ba cái hô hấp chợt nổ tung, biến thành đại lượng sinh mạng tinh hoa, còn có thật nhiều đối đỉnh điện quang nữa, hoàn toàn luyện hóa kim quang liệt hóa của đại nhật càn khôn kiếm, đồng thời cũng cường hóa kinh mạch. Trong cơ thể Dương Kỳ vô số viên lốm đốm cử tượng thức tỉnh, tất cả đều gia trì trên thân thể của hắn. Hết.